4 cái loa chép còi. Còi gang nhé các bác. 4 loa bát có đường kính là 20. Thích hợp cho các bác vừa nghe nhạc, vừa karaoke gia đình với không gian rộng. Cặp này em mà đẹp xuất sắc em vừa mới về. Một model khá là hiếm và chất lượng. Xin chào các bác, đây là cặp loa Zolan với model là PS80. Zolan PS80, thương hiệu của Nhật Bản, thương hiệu của England, sản xuất tại Nhật Bản. Cặp loa PS80 khủng long này là model rất là lớn so với những dòng nhỏ như là 50, 60. 80 này sở hữu cấu hình như em đã nói là 4 bát 20. Đấy, 4 bát 20, 4 cũng là còi. Chiều cao của một chiếc loa này là 1m19, chiều ngang là 40. Tuy cao to hầm hố nhưng mà rất là dễ phối ghép, dễ đánh. Các bác có thể đánh với những dòng âm ly ra qua. Đấy. Với những dòng 607, 707 hay là những dòng Pioneer. Nói chung là loa độ nhạy cao, trở kháng 8 ohm. Đấy, từ to bằng mặt luôn đấy các bác. Đấy, từ to gần bằng mặt. Đều lung linh 7 màu. Và đây đều sử dụng chép là chép Anico. Chép còi Anico. Cặp Roland này tình trạng còn là rất là đẹp nha các bác. Để em quay cái phần mặt tiền ở bên này của chiếc còn lại này, để cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng và ngắm. Loa rất là chất. Tất cả đều liền mạc và có bụi bẩn. Cái này thì sẽ vệ sinh cho các bác nha. Phần lưới này, lưới đều đẹp này, không rách. Nói chung tình trạng cặp này rất là đẹp nhé. Em xin nhắc lại là chiều cao 1m19, chiều ngang là 40, chiều sâu rơi vào khoảng 35. Đây là cái hậu phía sau này. Và mức giá cho cặp loa Zolan rất là chất lượng này, chỉ có 10 triệu 500 thôi. Chưa bằng một cặp bô. Các bác có thể kết hợp vừa nghe nhạc và vừa karaoke gia đình. Cặp này karaoke thì hết ý luôn. Vừa hiếm mà lại giá cũng rất là bình dân. Và các bác anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp Zolan này thì alo luôn cho em nhé. Em đồng gói ship hàng toàn quốc cho các bác. Em xin cảm ơn. Toàn bộ các phần nẹp này đều là bằng nẹp nhôm rồi các bác. Đều nẹp nhôm bảo vệ đôi loa này.